Chào mừng các bạn đến với kênh của em Starcop, và mình là Nhân. Và tiếp tục chuỗi series hướng dẫn kỹ thuật NAS Synology đến từ em Starcop, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để biến thiết bị NAS thành trung tâm giải trí đa phương tiện dành cho gia đình. Và video hôm nay sẽ gồm hai phần. Phần 1 đó là làm sao để cài Black Media Server lên NAS, và phần 2 sẽ là phần làm sao để upload những cái video hoặc là những cái bộ phim mà bạn yêu thích lên Black Media Server. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để cài đặt Media Black Server trên NAS, và các bạn vào Packet Center nhé, agree với chính sách của Packet Center trên NAS nè. Rồi chúng ta sẽ tìm đến cái ứng dụng tên là Black Media Server. Đây, mình đã tìm thấy rồi. Và mình chỉ ấn vào đây, sau đó là mình ấn vào Install. Thì hệ thống hay mất một chút thời gian để mà có thể cài đặt Black Media Server trên thiết bị NAS của bạn, và quá trình cài đặt cũng diễn ra rất là nhanh chóng mà thôi. Và Black Media Server sẽ là một phần mềm bên thứ ba nhé. Đây là màn hình hiển thị cài đặt của Black Media Server, và nó có hai chế độ cài đặt ở đây. Thì mình khuyên các bạn nên cài đặt ở chế độ thứ hai, và điều các bạn cần làm đó là get một cái claim code của cái Media Server, đây giống như là code bản quyền vậy. Thì mình sẽ dán vào đây, đây các bạn dán vào claim token và các bạn ấn next nhé. Và sau khi kiểm tra một tí thì các bạn ấn done, và hệ thống sẽ cài đặt cái code này vào Black Media Server của bạn, và qua đó tạo cho bạn một cái Black Media Server trên thiết bị NAS. Và quá trình cài đặt sẽ diễn ra rất là nhanh chóng mà thôi. Đây, nó đang cài đặt và mình chỉ cần đợi một chút xíu là chúng ta đã có Black Media Server trên NAS rồi. Đây, nó đã claim thành công cái code của bạn, và các bạn ấn OK nhé. Và mình sẽ mở Black Media Server của mình lên. Rồi, nó sẽ load một chút nhé. Black Media Server. Đây, mình sẽ đăng nhập với cái tài khoản là email của mình luôn. Đây, mình sẽ đăng nhập ở đây. Rồi, đối với mấy bạn có tài khoản, các bạn có thể đăng nhập mấy cái tài khoản như là Facebook hay là tài khoản Google hay là tài khoản trên Black Media Server. Ở đây thì nó có một vài cái bộ phim mà các bạn có thể xem. Và đây là phim đã nằm trên Black Media Server nha, các bạn có thể xem ngay lập tức luôn. Hoặc là đối với phần 2 là các bạn muốn upload những cái video, những cái bộ phim mà bạn yêu thích. Ở đây thì nó đang báo là chưa có connect được, nhưng không sao, các bạn có thể vào PlayStation nhé. Các bạn vào đây, nó có một cái thư mục Black Media Server đã được tự động tạo bởi Black nhé. Và các bạn tạo một cái folder tên là video, và mình sẽ tiến hành upload thử một cái video của mình lên đây nhé. Đây, mình sẽ kiếm đến cái video mà mình đã làm trước đó. Mình sẽ upload đây, video DS224+ thiết bị NAS Synology vừa được ra mắt luôn. Đấy, mình sẽ đăng chọn cái này, và quá trình upload lên sẽ mất một chút thời gian để các bạn upload cái video của mình lên Black Media Server. Và upload là thông qua PlayStation nha các bạn. Các bạn đợi một chút để nó upload nhé. Quá trình upload cũng nhanh thôi, và quá trình upload những cái video của bạn nhanh hay chậm thì nó sẽ tùy thuộc vào đường truyền mạng. Và lúc này thì các bạn sẽ mất một chút thời gian để mà upload những video hay những bộ phim mà yêu thích lên. Và đối với những bạn mà có kho phim lên tới 100 hay 200 bộ phim chẳng hạn, thì nó sẽ mất có khi là một buổi nha, nên các bạn kiên nhẫn trong lần upload đầu tiên lên thiết bị NAS của bạn. Nhưng đối với những bạn mà có những cái video nhẹ thôi thì nó sẽ upload nhanh chóng hơn. Ví dụ như mình ở đây, mình chỉ upload chỉ một cái video thôi. Đây là quá trình upload được 90% rồi, nó sẽ xong sớm thôi. Rồi, thì mình đã upload xong cái video của mình lên Black Media, và ở đây các bạn ấn vào duyệt thư mục nhé. Các bạn ấn vào volume 1 mình đã tạo trước đó nè, Black Media Server folder video, và ấn thêm vào và ấn thêm vào thư viện, và nó sẽ mất một chút thời gian để mà load những cái video mà bạn upload trong đây lên. Nó sẽ nhanh chóng thôi để mà kết nối được với Black Media Server của bạn. Rồi, bạn Black Media và ấn vào video thì các bạn có thể xem trực tiếp một video bạn vừa mới upload lên luôn. Đó là mình đã làm xong là cài Black Media Server, và đó là cách bạn biến thiết bị NAS của mình thành trung tâm giải trí đa phương tiện dành cho gia đình. Và bây giờ bạn có thể thoải mái xem những bộ phim mà bạn yêu thích rồi. Ngoài ra thì em Starcop cũng cung cấp dịch vụ cài đặt và hướng dẫn NAS từ A đến Z, và thông tin chi tiết các bạn có thể xem trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên like, share và subscribe nếu thấy video này hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.